chuyển nhượng 24 tháng 7, MU lấy Maraoui, Arsenal tranh Guehi. Nóng Alexander-Arnold được Real trèo kéo, Liverpool lập tức có động thái. Theo thông tin từ The Athletic, Liverpool sẽ tổ chức đàm phán gia hạn hợp đồng với hậu vệ Trent Alexander-Arnold thời gian tới. Alexander-Arnold hiện là đội phó của Liverpool, đồng thời đóng vai trò to lớn cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ tại The Kop. Mùa trước, cầu thủ 25 tuổi có tổng cộng 35 trận ra sân trên mọi đấu trường, ghi được 6 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo. Tuy đóng vai trò quan trọng như vậy nhưng tương lai của ngôi sao người Anh tại đội chủ sân Anfield vẫn vô cùng bấp bênh. Hợp đồng hiện tại giữa hậu vệ sinh năm 1998 với Liverpool chỉ còn thời hạn 1 năm, nhưng cả hai bên vẫn chưa có động thái đàm phán về một giao kèo mới. Thậm chí từng có báo cáo cho rằng Alexander-Arnold đang suy nghĩ về khả năng rời The Kop ngay hè này sau khi huấn luyện viên Jurgen Klopp rời Liverpool cuối mùa trước. Real Madrid vài ngày qua đã có động thái tiếp cận ngôi sao người Anh. Los Blancos hiện coi cầu thủ sinh năm 1998 như phương án số 1 thay thế cho bộ đôi hậu vệ phải đã luống tuổi là Dani Carvajal và Lucas Vázquez. Trước viễn cảnh để mất trụ cột, mới đây theo nguồn tin từ The Athletic, Liverpool đang lên kế hoạch trói chân Alexander-Arnold ngay sau khi hậu vệ 25 tuổi trở về hội quân cùng toàn đội từ kỳ nghỉ hè. Giám đốc thể thao Richard Hughes đã bàn luận với một vài thành viên trong ban lãnh đạo câu lạc bộ, tất cả đều đồng thuận muốn giữ chân Arnold. The Kop hứa hẹn sẽ tăng mức đãi ngộ lên đáng kể để nhận được cái gật đầu từ sản phẩm của lò đào tạo câu lạc bộ. MU liên hệ Maraoui. Theo báo chí Anh đưa tin, MU có kế hoạch chiêu mộ Nusia Maraoui để tăng cường hàng thủ trong mùa giải tới. MU đưa Aaron Wan-Bissaka vào danh sách phải rời Old Trafford mùa hè này. Ở chiều ngược lại thì Maraoui được đánh giá là giải pháp thay thế phù hợp cho cánh phải. Maraoui từng là học trò cưng của Erik ten Hag trong thời gian rất thành công tại Ajax, sau đó anh gia nhập Bayern Munich theo dạng tự do. Huấn luyện viên Erik ten Hag đánh giá cao sự toàn diện của Maraoui. Tuyển thủ Maroc còn có khả năng đá cánh trái hoặc tiền vệ phòng ngự khi cần. Giá chuyển nhượng của Maraoui là khoảng 30 triệu euro. West Ham hiện cũng đang quan tâm tới cầu thủ 26 tuổi. Arsenal tranh Guehi. Mặc dù sắp hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Ricardo Calafiori, Arsenal vẫn muốn có thêm trung vệ Mark Guehi. Metro đưa tin, đại diện pháo thủ vừa có những xúc tiến nhằm đàm phán với Crystal Palace về trung vệ người Anh. Guehi vừa trải qua kỳ Euro 2024 ấn tượng, điều này giúp anh trở thành mục tiêu săn đón của những câu lạc bộ lớn của bóng đá châu Âu. Trước Arsenal thì các đội có liên hệ với Guehi gồm có Bayern Munich và Liverpool. Điều này khiến Crystal Palace có dịp nâng giá cầu thủ 24 tuổi. Mirror cho biết Crystal Palace hét mức giá 70 triệu bảng. Mà lãnh đạo Arsenal có vẻ không thích Guehi, trong khi Mikel Arteta yêu cầu mua bằng được. Barca ra giá 70 triệu euro cho Rafinha, Villa quyết định nhanh gọn. Theo ESPN, đại diện Premier League đã có câu trả lời cho việc chiêu mộ tiền đạo người Brazil. Tương lai tiền đạo Rafinha đang đứng trước nhiều suy đoán. Cập bến Barcelona từ Leeds United với hy vọng sẽ thắp sáng sự nghiệp. Tuy nhiên, giờ đây anh đã bị điền tên vào danh sách thanh lý trong bối cảnh Barca đang sở hữu tài năng sáng giá Lamine Yamal. Đồng thời, họ cũng xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Nico Williams từ Athletic Bilbao. Chính vì lý do đó thì Rafinha đã bị bật bãi khỏi kế hoạch của huấn luyện viên Hansi Flick. Tờ Mundo Deportivo tiết lộ rằng họ sẽ lắng nghe lời đề nghị từ 60 đến 70 triệu euro dành cho Rafinha. Tuy nhiên thì theo ESPN, mức giá Barcelona khiến nhiều câu lạc bộ rút lui. Cụ thể nhất thì Aston Villa đã từ bỏ mục tiêu này. Đại diện của Premier League vừa đạt thỏa thuận để đẩy Moussa Diaby sang Ả Rập và họ cần một nhân tố mới để tạo ra sự đột biến nơi hành lang cánh trái. Rafinha từng được xem như là mục tiêu hàng đầu của Villa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mối quan tâm dành cho cầu thủ xứ Samba đang dần nguội lạnh do rào cản về mức phí. Nóng thay Walker, Man City chốt cơn lốc của Leverkusen. Theo thông tin từ The Athletic, Manchester City đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ Jeremy Frimpong của Bayer Leverkusen. Mặc dù vẫn còn 2 năm hợp đồng, nhưng tương lai của hậu vệ Walker tại Man City đang bị đặt dấu hỏi lớn bởi có thông tin The Citizen muốn chia tay ngôi sao người Anh ngay hè này vì vấn đề tuổi tác. Huấn luyện viên Pep Guardiola hiện muốn tìm một hậu vệ phải trẻ trung hơn nhằm đảm bảo nhịp độ thi đấu liên tục ở chiến dịch dài hơi sắp tới. Và theo nguồn tin mới đây từ The Athletic, đội chủ sân Etihad đã coi hậu vệ Frimpong của Leverkusen là một trong những mục tiêu hàng đầu để thế chỗ Walker từ mùa tới. Ngôi sao người Hà Lan vừa trải qua chiến dịch 2023-2024 đầy thăng hoa trong màu áo của đội chủ sân Bay Arena. Mặc dù là một hậu vệ nhưng cầu thủ 23 tuổi sở hữu thông số đầu ra bàn thắng và kiến tạo vô cùng ấn tượng. Sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường, hậu vệ sinh năm 2000 ghi 12 bàn thắng và có 7 kiến tạo, góp công lớn giúp đoàn quân của Xabi Alonso vô địch Bundesliga với thành tích bất bại.
Trong quá khứ thì Frimpong từng có 9 năm ăn tập tại lò đào tạo trẻ của Man City trước khi chuyển đến Celtic thi đấu vào năm 2019. Do đó thì huấn luyện viên Pep Guardiola tin ngôi sao người Hà Lan sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống tại đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên thì Man City sẽ phải mất nhiều thời gian thuyết phục Leverkusen bởi đội chủ sân Bayer Arena từ đầu thị trường chuyển nhượng mùa hè đã thể hiện quan điểm không bán hậu vệ 23 tuổi với bất cứ giá nào. Nóng Chelsea chi 20 triệu euro ký hợp đồng, Jorgensen gật đầu tới London. Theo Fabrizio Romano, Chelsea lên kế hoạch mang về một thủ thành mới. Sau mùa giải vừa qua, Chelsea chia tay Mauricio Pochettino và bổ nhiệm Enzo Maresca làm huấn luyện viên trưởng mới. Thương vụ này tiêu tốn của Chelsea 10 triệu bảng. Chiến lược gia 44 tuổi được tăng lương đáng kể so với khi nắm quyền tại King Power. Lúc này thì The Blues tiếp tục kế hoạch mua sắm rầm rộ. Những tân binh của Chelsea mua về trong thời gian qua còn khá trẻ và họ đều là tài sản dễ thanh lý ở thì tương lai. Nhưng kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea chưa dừng lại. Chelsea đang xem xét mang về một thủ môn mới để cạnh tranh với Robert Sanchez. Có thông tin cho rằng Chelsea đang tiếp cận Andriy Lunin của Real Madrid. Ngược lại thì bản thân tuyển thủ Ukraine không còn mặn mà với việc làm kép phụ cho Thibaut Courtois tại Santiago Bernabeu và để ngỏ khả năng rời câu lạc bộ hè này. Tuy nhiên thì mục tiêu của Chelsea lại là người của Villarreal. Cụ thể, ký giả Romano xác nhận Chelsea gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 20 triệu euro tới Villarreal để có Philippe Jorgensen. Nó diễn ra sau khi Chelsea tổ chức các cuộc đàm phán về phía cầu thủ. Jorgensen có tên trong danh sách với tư cách là thủ môn mới tiềm năng cho huấn luyện viên Enzo Maresca. Jorgensen rất muốn gia nhập Chelsea. Inter hỏi mua Chiesa. Inter Milan có tham vọng tạo nên biến động lớn ở bóng đá Italy khi tìm kiếm thỏa thuận mua Federico Chiesa từ Juventus. Kể từ khi Thiago Motta ra mắt cương vị huấn luyện viên của Juventus, Chiesa không được đảm bảo tương lai. Chiesa xem xét rời thành Turin từ ngoại hạng Anh, có rất nhiều đề nghị gửi tới nhà vô địch Euro 2021. Inter cũng gia nhập cuộc đua giành Chiesa. Đích thân CEO Beppe Marotta đứng ra với hy vọng sớm giải quyết thương vụ. Hợp đồng của Chiesa chỉ còn 1 năm, vì thế Inter tin tưởng đạt được cựu cầu thủ Fiorentina với mức giá khoảng 30 triệu euro. Và sau đây là một số tin vắn chuyển nhượng đáng chú ý khác. PSG đang liên hệ với Rennes về Désiré Doué, một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhất Olympic Paris 2024. Trước đó thì Bayern Munich đã gửi lời đề nghị mua tiền vệ 29 tuổi người Pháp, giá 50 triệu euro cùng tùy chọn trả sau. Everton hoàn tất hợp đồng mượn Jesper Lindstrom từ Napoli, phí mượn 3 triệu euro cùng tùy chọn mua lại 22 triệu euro. Sau Varen và Pepe Reina, Como đang liên hệ với viên ngọc Ali Rassim của Iraq. Đại diện câu lạc bộ Serie A sẽ sang Pháp, nơi anh dự Olympic, để kiểm tra y tế cho cầu thủ 20 tuổi. Hậu vệ John Lukumi nhận được nhiều sự quan tâm sau mùa giải thành công ở Bologna. Napoli, Milan, Roma và Bournemouth đều muốn có cầu thủ người Colombia. Inter Milan đặt thỏa thuận gia hạn với Dumfries, dự kiến kéo dài đến 2027 hoặc 2028. Cầu thủ người Hà Lan sẽ nhận lương 4 triệu euro. Juventus có tham vọng làm mới hàng công bằng hai cầu thủ trẻ, Francisco Conceição của Porto và Karim Adeyemi của Dortmund.